Giống lựu đỏ Peru đã bén duyên và thích nghi tốt với vùng đất lúa An Giang. Đây liệu có phải là giống cây trồng tiềm năng cho nhà vườn? Những đặc tính gì đã giúp giống cây trồng này phát triển thuận lợi tại vùng đất đồng bằng sông Cửu Long? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh ngày 17 tháng 4 năm 2022 với phần tư vấn cụ thể của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.